Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 2023. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy cuối tuần quý vị ha. Mình đang có mặt tại ngã ba Ông Phật với đèo Ren. Đây là đầu đường Trúc Lâm Yên Tử. Còn trước mặt là đèo Ren này. Đèo Ren thì hiện tại bây giờ người ta đang thi công quý vị. Thi công được hơn tháng rồi ha. Tốc độ phải nói là vô cùng nhanh, vô cùng thần tốc. Những hôm vừa rồi mình cũng có thường xuyên cập nhật tình hình thi công đèo Ren này rồi. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi dần dần cập nhật tình hình, đặc biệt là đi vào tuyến đường Vành Đai 3. Đó, cũng đang được thi công và cũng làm rất là nhanh luôn. Đây là đèo Ren quý vị ha. Nếu rẽ trái là lên thành phố, nhưng mà người ta cũng đang chấn lại rồi. Ở trong là trong người ta đang làm quý vị. Hôm nay là thứ bảy cho nên du khách lên cũng khá là quý vị, đặc biệt là xe đoàn. Thấy xe đoàn lên cũng nhiều quý vị ha. Xe đoàn xe tour. Đó. Đèo Ren hôm qua mình cũng có làm một video. Tuy nhiên không có đi vào trong quý vị. Quý vị thấy là người ta làm ngay khu vực thác Đa Tăng La này em đang làm ra ha. Đó, nới rộng ra cái nền đường đang lưu, làm có vẻ cũng chắc chắn quý vị, chứ không đến nỗi làm nhanh mà làm ẩu đó ha. Làm nhanh là do người ta huy động nhân lực vật lực nhiều cho nên mới nhanh, còn cái chuyện chất lượng hay không chất lượng là một vấn đề khác nữa. Có nhiều công trình làm chậm nhưng mà chất lượng vẫn không được đảm bảo, nhưng mà làm nhanh chất lượng vẫn được đảm bảo quý vị. Vào đây là khu du lịch thác Đa Tăng La quý vị ha. Thác Đa Tăng La này khách đoàn xuống đông lắm, đặc biệt là nếu như mà có khách nước ngoài đó quý vị, khách Tây, khách Tàu, khách Trung Quốc, Hàn Quốc, nói chung là nước ngoài đó, họ rất là thích đi những cái thác như thế này, xuống đây vui chơi trải nghiệm này kia đó. Quý vị có thể thấy xe đoàn này, xe đoàn đầu một dãy từ trong ra ngoài khu vực này và thiền viện Trúc Lâm nhiều lắm luôn á. Và khu vực này rất là thiên nhiên luôn quý vị, xuống đây nó mát thôi rồi luôn, bạn về rừng với thác á, rừng rất là nhiều. Rồi bây giờ mình vòng vào thiền viện Trúc Lâm và đi lên đường Vành Đai 3 thôi quý vị ha. Đường Vành Đai 3 thì bây giờ nó phải nói là rất là rộng. Đường Vành Đai 3 là nó nối bắt đầu từ đây quý vị. Đó, nối bắt đầu từ ngã ba này ha. Và chạy thẳng vào thiền viện Trúc Lâm. Vòng qua An Sơn mà nối về đường Huyền Trân Công Chúa. Đó. Có nhiều quý vị mà thường xuyên xem kênh của mình thì mình cập nhật như vậy chắc quý vị cũng hình dung ra rồi, cũng biết rồi ha. Tuy nhiên những người mới mà mới vào xem mình cũng nói lại để quý vị biết dễ hình dung con đường này nó đi như thế nào đó. Con đèo này khởi công trước đèo Ren quý vị ha. Tuy nhiên có những cái đoạn là người ta làm mới hoàn toàn và nó hoành tráng hơn là đèo Ren. Chính vì vậy mình nghĩ đèo Ren vào cuối năm nay sẽ hoàn thành, nhưng mà con đường này chắc cũng phải 2 năm nữa mới xong quý vị. Tại vì nó làm hoành tráng hơn, kéo dài hơn và có nhiều đoạn là phải nói là làm mới hoàn toàn luôn quý vị, băng qua đào đường rừng bạc núi.
nay buổi sáng trời nắng trong xanh rất đẹp luôn. Ở đây thì có một con đường cũng mới hoàn thành này quý vị. Đó, nó nối từ đây tránh cái đập tràn lên trên kia và băng qua nối vào đường Hoa Phượng Tím, cũng ngắn thôi quý vị, có chiều dài tầm khoảng 500m ha, nhưng mà rất là đẹp, mới hoàn toàn lắm đó quý vị. Đó, đường vành đai 3 là bắt đầu từ ngoài đèo Ren nối vào, chạy vào đây quý vị này. Đó, chạy vào cái nút này quý vị ha. Và trong này họ cũng đang tiến hành làm và chạy song song với con đường này, đường lên thiền viện đấy. Lên đây là thiền viện Trúc Lâm quý vị ha. Thiền viện cũng du khách rất là đông, đặc biệt khách đoàn đó quý vị, khách đoàn khách tour là họ hay đưa đến những khu vực như thế này, tại vì nó người ta miễn phí vé đó quý vị ha. Đây là một ngôi chùa người ta hay gọi là núi Phùng Hoàng đấy quý vị. Tại vì cái núi này nó y chang cái Phùng Hoàng luôn ấy. Rất nằm rất là rộng và rất là đẹp. Miễn phí hoàn toàn vì quý vị ha. Ở cái chùa mà những gì du khách rất là đông. Chùa này và chùa Ve Chai quý vị. Thiền viện thì mình cũng có vào làm video rồi, cho nên như mình không ghé vào nữa, chỉ mới dạo qua cập nhật tình hình một chút thôi quý vị. Rồi ra đây, nếu như mà chúng ta quẹo trái là vào con đường Hoa Cẩm Tú Cầu và đi về đập tràn Hồ Tuyền Lâm quý vị. Còn quẹo phải như thế này là vào đường Triệu Việt Vương và về trung tâm thành phố Đà Lạt. Đó, đường vành đai 3 là bắt đầu nó chạy dưới đó và nó vòng lên đây quý vị ha. Chỗ này người ta cũng bạc cái núi ra. Đó, mở rộng ra là thành ra là cũng con đường này là bây giờ nếu như mà làm xong là nó rộng gấp 3 lần nữa quý vị. Gấp 2, gấp 3 lần luôn, dễ sợ liền. Rất là hoành tráng luôn.
đây. Đó, ở dưới quý vị có thể thấy là người ta xây bờ ta ly rất là cao và mở ra rất là rộng luôn ha, hoành tráng ha. Trời ơi, đã thôi rồi luôn. Và cái con đường này nó băng qua khu vực An Sơn quý vị ha. Thì hiện tại bây giờ đất đai ở trong đó phải nói là người ta săn lùng mua ghê lắm. Và nó lên rất là cao. Đó. Ngày xưa chỗ đó là hoang vu lắm quý vị, vườn tược này kia. Rừng rú không. Nhưng mà bây giờ phải nói là rất là tuyệt vời rồi quý vị. Rộng phải 20-30 mét luôn vì ạ, dễ sợ thiệt. 4 làn xe ha. Đó quý vị thấy hoành tráng chưa, rất là hoành tráng luôn. Và khi con đường này làm xong rất là đẹp luôn. Cũng chạy giữa núi rừng, cũng rất là thiên nhiên. Những cái tuyến đường mà như thế này người ta cũng chạy đua với thời gian để mà cố gắng san ủi và hoàn thiện cái mặt bằng quý vị. Trước mùa mưa ha, cái mùa mưa xuống đất đỏ này nó lầy lội làm rất là cực luôn quý vị. À, lên đây là ngã ba làng đất sét, Triều Việt Vương làng đất sét người ta hay gọi là vậy. Nếu chạy thẳng là về trung tâm thành phố Đà Lạt quý vị. Từ đây về trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 5 cây số nữa ha. Còn vào đây là con đường hoa hồng. Hoa hồng này là nối thẳng vào làng đất sét đó quý vị, cho nên chi người ta hay gọi là ngã ba làng đất sét đi. Đó, đường vành đai ba là nó sẽ vòng qua đây quý vị ha. Nó không có đi lên đường Triều Việt Vương mà bắt buộc là nó phải né vào đây. Đi chi tiết lại quý vị, ai mà mới xem mà chưa biết cũng có thể hình dung được. Nối về đây quý vị, và nó sẽ vòng qua thêm những rặng núi đằng kia, băng về An Sơn, xuyên về nghĩa trang Du Sinh và nối ra đường Huyền Trân Công Chúa, và cái điểm cuối là nối vào con đường đầu đường Nguyễn Đình Quân và đường Hoàng Văn Thụ quý vị ha, ngay đầu làng Hoa Vạn Thành đó. Đường này cũng có chiều dài hơn 10 cây số quý vị. Và cái điểm này phải nói là làm hoành tráng nhất này. Điểm này xây cầu xây cống mở rộng đồ thanh thang luôn quý vị. Trước quý vị mà khi mà đi vào đấy con đường nó có chút xíu và cái cầu chút xíu thôi. Mỗi lần lễ Tết hôm nay kia là khu vực này phải nói kẹt cứng ngắc luôn quý vị. Kẹt từ trong làng đất sét cái kẹt ra luôn á. Đó, bây giờ hoành tráng chưa quý vị? Vô cùng hoành tráng luôn ha, mặc dù chưa xong nhưng mà khi mà chúng ta có mặt trực tiếp ở đây thì cảm nhận nó phải nói là cực kỳ rộng và cực kỳ hoành tráng luôn.
tư làm đường xá là phải nói là tốn kém quý vị ha. Thì công trình này đang làm cho nên cái khu du lịch Thác Bảo Đại này cũng đóng cửa ngưng hoạt động luôn. Đó. Tại vì bụi quá quý vị. Chờ mai mốt làm xong rồi ấy ha. Qua wow, người ta xây kinh khủng khiếp luôn. Đó. Cái này có lẽ người ta cũng mở rộng con đường Hoa Hồng này ra luôn quá. Cái con đường Hoa Hồng này nếu như mà không mở rộng ra đâu quý vị, thì tới đây là nó giống như là một cái nút thắt cổ chai vậy đó, rất là nhỏ luôn này. Nếu mở rộng con đường Hoa Hồng này ra thì cũng hy sinh một số đồi núi và cây thông, tuy nhiên sẽ có một con đường đẹp và rộng để đi nếu như mà người ta làm ha. Còn vào đó người ta sẽ trồng bù thông sâu vào bên trong. Quanh quanh này người ta đục thực bì được quý vị, đục thực bì nó cháy trơ trọi luôn, nếu mà để hoang sơ nó mới đẹp quý vị ha, đục thực bì quá trời quá đất luôn. Đó, mình nghĩ con đường Hoa Hồng này chắc có lẽ cũng sẽ mở rộng và làm ra thôi quý vị, chứ để như thế này nó nhỏ quá luôn. Từ đây mà vào làng Đất Sét tầm khoảng 7-8 cây số nữa quý vị ha. Đường hầm điêu khắc đấy. Rồi hôm nay mình cũng làm một cái video để cập nhật tình hình của thành phố Đà Lạt trong cái ngày cuối tuần như thế này, đặc biệt là cập nhật về tình hình giao thông quý vị ha, những cái dự án giao thông đèo Brent và đặc biệt là con đường Vành Đai 3 để cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem, cùng biết tình hình thay đổi của Đà Lạt và sự hiện đại cũng như là tiện nghi về giao thông trong tương lai như thế nào. Rồi cái video của mình đến đây cùng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.